Quảng Ninh, Đắk Nông, Con Tum bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới. Các tỉnh Quảng Ninh, Đắk Nông và Con Tum vừa đồng loạt triển khai công tác cán bộ. Tại địa phương, theo đó công bố, trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự, lãnh đạo mới. Chiều 9 tháng 3, áp nhân dân tỉnh Đắk Nông Tổ. chức lễ công bố các quyết định về công tác nhân sự tại một số sở của tỉnh, ông Nguyễn Bốn, Phó Bí Thư tỉnh ủy, Chủ tịch áp nhân dân tỉnh, tới dự, và chủ trì. Theo các quyết định, Ông Dương Minh Châu, được bổ nhiệm giữ, chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ông Phan Anh Tuấn, được bổ nhiệm lại giữ, chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng. Đồng thời, ông Nguyễn Viết Thuật, được giao phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ. Thời gian bổ nhiệm các cán bộ nêu trên không quá 5 năm, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2020. Trước đó, sáng cùng ngày 9 tháng 3, Thành ủy Con Tum cũng tổ, chức lễ công bố, và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy cho một số cán bộ lãnh đạo quản lý công tác tại thành phố con tum cụ thể điều động phân công và bổ nhiệm ông trần việt hùng thành ủy viên trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố giữ chức vụ phó trưởng ban tổ chức thành ủy điều động bổ nhiệm ông võ minh trung phó trưởng ban tổ chức thành ủy giữ chức vụ phó trưởng ban dân vận thành ủy bà trịnh thị kim nga thành ủy viên bí thư đảng ủy phường lê lợi được điều động phân công tham gia ban chấp hành ban thường vụ đảng ủy và chỉ định giữ chức vụ bí thư đảng ủy phường Quang Trung, nhiệm kỳ năm 2015 đến năm 2020. Bà Hồ Thị Vị bí thư đảng ủy, chủ tịch hợp đồ ngà nẵng phường Quang Trung được điều động, phân công tham gia ban chấp hành, ban thường vụ đảng ủy và chỉ định giữ chức vụ bí thư đảng ủy phường Lê lợi, nhiệm kỳ năm 2015 đến năm 2020. Cũng trong ngày 9 tháng 3, thường trực tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định của ban bí thư trung ương đảng về công tác nhân sự tại Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy. Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hợp Đồng Ngà Nẵng tỉnh tới dự và chủ trì hội nghị. Theo quyết định, chuẩn y ông Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban Tổ, chức tỉnh ủy giữ chức vụ ủy viên, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ năm 2015 đến năm 2020. Hãy viết đôi điều về video này dưới phần bình luận nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại